Và một ngày nọ có một thanh niên bắt cóc một cậu bé nhét vào bao, sau đó bỏ xuống sông. May mắn cậu bé đã được một cô bé đi ngang qua và cứu giúp. Có lẽ đó là một cuộc gặp gỡ định mệnh cho đôi trẻ này. Nhìn cậu bạn bất tỉnh, cô bé cũng hoảng loạn không biết làm gì ngoài đánh vào mặt để cho cậu ấy tỉnh. Một lát sau cậu ta thấm cơn đau do gái tát anh ta đã tỉnh dậy. Thời gian nhanh như chó dí, cậu bé mũm mĩm đã trở thành một đại thiếu gia và tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình. Với thân phận là một CEO trăm tỷ, cộng thêm với vẻ ngoài đẹp trai bad boy lạnh lùng thì anh vẫn chưa có vợ, bởi vì anh đẹp trai đã mê đắm cô bé anh hùng hôm đó. Nhưng không tìm được tung tích, anh vẫn còn nhớ cô bé đó đeo một sợi dây chuyền con bướm. Với cơn mê khi được vớt lên bờ cộng thêm nhìn vào di vật đo liệu anh chàng có tìm được người bạn đời định mệnh này không. Một gia đình đã gặp tai nạn giao thông, cả cha mẹ đều qua đời vì vụ việc đó. Người con của gia đình đó cũng bị trọng thương và sống thực vật, nên là thân làm chị gái nên bà ta đã nhận hai anh em họ làm con nuôi. Lợi dụng con gái kết phải người không xứng nên bà ta muốn hoán đổi cô dâu. Mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào tiếp đây? Bà ta đem tính mạng của em trai cô gái ra để đe dọa bắt cô phải kết hôn thay cho con gái của mình. Con yên tâm đi, người con lấy chắc sẽ cho con một cuộc sống sung sướng. Tuy là ổng có hơi già xíu thôi, bố mẹ đã mất hãy làm tròn bổn phận của một người chị gái. Cô gái nghe vậy đành ngậm mồm nghe theo. Sau cú sốc vừa rồi, cô đau buồn đi đến quán bar uống rượu giải sầu, vì chỉ có nơi đây mới cho cô cảm giác tốt nhất hơn ở bên gã già đó. Nhưng không ngờ con gái bà dì ghẻ cũng đã đến và bỏ thuốc vào rượu trong lúc cô đang đi vệ sinh. Sau đó con nhỏ đó bàn bạc với một tên biến thái béo bụng để làm nhục cô gái ấy. Sau khi cô quay trở lại, như dự đoán đã uống một hơi hết ly, thằng ô dịch bên cạnh nhìn mà chảy nước miếng vì body cuốn hút của cô em. Hello em gái, sao lại uống một mình thế? Hãy để anh làn cho em giải sầu nha. Cô gái cảm thấy chóng mắt, cảm giác đầu đầy sao. Anh là ai? Tôi không biết, anh cút ra đi. Nào một mình về nguy hiểm lắm, anh đưa em về nhé. Ngay lúc đó thiếu gia đẹp trai đã xuất hiện và giải cứu mỹ nhân. Anh lao đến như một siêu anh hùng áo đen giải cứu chị đẹp. Này buông tay ra tên béo kia, đồng thời bẻ ngón tay tên dê đó một cái á vang lên chứng tỏ hắn rất đau. Ôi mẹ ơi, gương mặt đẹp trai giải cứu chị đẹp càng làm ổng đẹp trai hơn. Anh nhẹ nhàng hỏi cô gái danh tính, nhưng cô uốn éo nói tôi không có nhà. Anh là ai tôi cũng không biết, anh đi về đi. Tôi chỉ là một người con gái kết hôn với một lão già hơn cả ông ngoại của tôi. Anh vẫn điềm tĩnh lắng nghe, nhìn cô gái say, anh không đành để cô một mình. Đêm nay anh sẽ đưa chị đẹp về nhà có một nơi để ngủ tạm. Sáng hôm sau mặt trời làm cô tỉnh dậy. Bên ngoài tổng tài đang bàn với trợ lý tìm cô gái trong mộng và điều tra lý lịch cô gái say. Được biết cô tên là Mộ Vãn Quy, bố mẹ cô ấy đều qua đời vì tai nạn ô tô. Cả hai anh em được gia đình họ Lương nhận nuôi. Khi xem hình bên trong anh cảm giác quen thuộc. Liệu đây có phải là ý trung nhân của anh? Nhà họ Lương chắc có một tham vọng nào mới tốt để nhận nuôi cả hai chị em họ. Hãy tiếp tục theo dõi gia đình họ. Tôi muốn xem họ sẽ làm gì với gia đình cô gái say. Vậy anh hãy giao cho tôi. Tôi nhất định sẽ hoàn thành. À còn nữa, hãy hủy hôn cho tôi với gia đình họ Lương. Có vẻ gia đình họ đang rất khinh và coi tôi là kẻ già xấu xí. Đây là chiêu gậy đập lưng ông để thấy được bản mặt tham vọng của mẹ con họ Lương. Và người trợ lý hỏi anh có muốn tiếp tục hôn nhân hay hủy liền ạ? Cứ tổ chức như thường lệ. Ủa tại sao vậy ạ? Không phải anh đã phát hiện âm mưu của họ rồi sao? Tất cả chỉ mới là bắt đầu. Ủa sao anh lại kết hôn với người anh không yêu? Cô ta không bằng người con gái trong lòng của tôi. Là Lương Sơ Hạ hay Mộ Vãn Kỳ? Cũng chẳng quan trọng. Chẳng qua là họ đã tìm được một người đàn bà giả mạo để thay thế, thì tôi cũng không cần phải tự mình cưới. Ý của anh là... Đúng vậy, tôi cũng nên tìm một người đến để giả mạo. Đúng là một sự kết hợp không thể nào tốt hơn. Tại sao tôi phải có một cuộc sống như thế? Bố mẹ tại sao lại rời xa con? Con không muốn lấy một ông già làm chồng. Làm sao cô ấy có thể đến đây? Một nơi đất đỏ như này chứ? Mộ Vãn Kỳ. Một kẻ nghèo khổ mà cũng vào đây. Phải cho cô ta một bài học dám xuất hiện ở đây. Ái chà, thật là trùng hợp. Cô mà cũng đủ tư cách để đến đây, nơi ăn uống đắt đỏ như thế này. Cô muốn làm gì vậy? Sao? Tôi nói sai à? Cũng có thể. Ngươi một kẻ người nghèo hèn. Làm sao ngươi có thể ăn đồ đắt đỏ như thế này? Có nên liếm sạch nó không? Con chó cũng ăn như thế này đấy. Thức ăn của chúng phải ở dưới. Thế này tốn kém quá đi thôi. Chắc phải khiếu nại nhà hàng này làm sao lại để một kẻ như thế này vào đây chứ? Hay là cô đã lẻn vào đây, cô có ý định ăn cắp sao? Im đi, đủ rồi, thật quá đáng. Mấy người không đi thì tôi đi. Nào cô em đứng lại. Xử cô ta cho tôi. Phải ăn cho hết chứ. Phải đó, ngươi mau ăn. Sao ngươi lại không ăn? Tôi không ăn. Ngươi không ăn. Tôi không ăn. Vậy thì tôi cũng không thể ép cô. Nếu cô không ăn, thì em trai cô cũng đừng sống nữa. Sao cô chịu ăn không hả con khốn? Đừng để tôi phải gọi cho bệnh viện, ngừng cung cấp dịch dinh dưỡng cho em trai cô ngay lập tức. Cô có đồng ý không? Lương Sơ Hạ, cô dám làm tổn thương em trai tôi thử xem. Vậy sao? Tôi sẽ gọi. Đã lâu rồi tôi không quan tâm đến Mộ Gia Cần. Đừng mà, tôi xin cô. Tôi ăn.
Này anh em. Dạ sếp. Sau đó anh ta nói thầm hỏi trợ lý của mình một điều gì đó. Một cái gật đầu của anh áo đen đã. Nếu bạn muốn biết thì hãy xem tiếp nha. Chắc là giữa họ đã có một mối thù nào đó. Bây giờ mình phải làm gì tiếp theo ạ? Đây chỉ là một sự trùng hợp. Nếu ngăn cản thì uổng phí quá, sẽ không có phim hay để xem. Lời nói vô tình nhưng anh ta vẫn đến đỡ cô gái đứng dậy. Này các người ỉ đông mà hiếp yếu hả? Nãy giờ tôi thấy các người rất quá đáng. Ai lại đi ép một người con gái ăn như thế? Anh là ai? Cái con nhỏ này chỉ là một thứ nghèo nàn mà dám bén mảng vào đây. Tôi chỉ là muốn cho nó một bài học để biết thân biết phận. Sao muốn sao đừng nhìn ánh mắt đó với tôi. Không có đủ đẳng cấp đâu nha cô bé. Này anh trai bình tĩnh. Làm gì manh động thế? Cậu là ai mà lại đến đây? Tính làm anh hùng cứu mỹ nhân hả? Bớt rãnh rỗi sinh nồng nổi đi, không phải chuyện của anh. Nếu tôi nói không thì anh làm gì tôi? Nào dầu gì cũng đã đến thôi thì uống một chút rượu vang đã rồi đi. Nó không mất nhiều thời gian đâu. Nào mang ra đây. Eo ui, nhìn mấy chị gái bê rượu mà ăn mặc còn sang chảnh hơn cả cô luôn đó Mộ Vãn Quy. Thật là không biết điều khi đến đây. Thôi anh nói nhiều làm gì với kẻ dơ bẩn đó. Một màn cười khinh đến từ những kẻ giàu có. Thôi hay là chúng ta ở lại đây uống một chút nha. Mặc dù ngăn cản nhưng vẫn nghe theo lời anh trai. Được rồi, thích thì tôi chiều. Uống một chút thôi mà. Rượu ngon thế này. Cô có muốn thử chút không? Cô ta rót một chút vào ly cho cô gái với vẻ mặt khinh thường. Thật may khi hôm nay cô gặp tôi nên mới có cơ hội thưởng thức rượu ngon này. Những kẻ nghèo như cô chắc không biết thưởng thức đâu ha. Vậy đại tiểu thư giàu có chắc gì đã biết thưởng thức. Cô có chắc rượu của cô là đồ thật hay không? Đây thật là rượu của Pháp chắc cô không biết đâu. Đây chỉ là rượu giả. Câm miệng. Cô ta tác thẳng vào mặt của Mộ Vãn Quy một cái bốp. Cô Mộ tức giận trả lại cô ta một ly rượu vào người. Cô ta lại định tác cho cô một lần nữa nhưng đã bị thiếu gia họ Hoàng ngăn lại trước mặt của mọi người tại đây. Thật là làm mất mặt nhà họ Lương mà. Cô còn muốn đánh tôi à? Mộ Vãn Quy, tôi đây. Nếu tôi đây mà không thay cô gả cho nhà họ Hoàng, nếu không có cuộc hôn nhân này, gia đình cô sẽ không bao giờ có được dự án của nhà họ Hoàng. Gia đình họ Lương sẽ phá sản. Tốt, tôi sẽ bỏ qua cho cô về việc ngày hôm nay. Chờ đợi cho đến khi cô kết hôn với nhà Hoàng. Tôi xem cô còn cười được không nữa. Xin lỗi cô gái, tôi xin làm phiền một chút. Xin cô hãy nhanh chóng thanh toán hóa đơn này. Tổng cộng là 3 triệu, chỉ là một chia rượu vang thôi có phải là vàng đâu. 3 triệu, cô gái, cô muốn ăn miễn phí tại chỗ chúng tôi à? Nếu vậy tôi sẽ gọi cảnh sát. Anh, đại tiểu thư họ Lương, cô mà sao có thể không đủ tiền chứ? Ngay cả khi cô không thể thanh toán cô cũng không thể để gọi cảnh sát. Cô đang làm gì thế chứ? Hãy thanh toán hóa đơn nhanh đi, mọi người đang xem đấy. Nhưng tôi không hề gọi những món này, tôi tại sao phải trả tiền chứ? Cái đó, món ăn đã được gọi lên ăn hết. Cô nói không phải cô đặt gọi. Vậy thì ai đặt? Là tôi đã đặt nó đó. Các người đã ăn đồ của tôi, uống đồ của tôi. Và người chửi mắng tôi bây giờ lại là cô. Tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Cô ta sắp kết hôn rồi. Việc của tôi không còn liên quan nữa. Khi bạn tiêu tiền cho cô ấy, thì đó cũng là khi bạn tiêu tiền cho người bạn gái của tôi. Chuyện của tôi không còn liên quan đến cô Lương. Cô vừa rồi đã nói muốn thanh toán. Chắc chắn là anh bạn cũng phải thanh toán luôn cả hóa đơn này. Đây là anh đặt mua. Tại sao chúng tôi phải trả tiền? Đồ ăn đã được các người ăn. Nếu các người không muốn thanh toán thì các người phải ở lại đây rửa bát. Tôi có việc phải đi trước. Dù sao thì tôi cũng không có tiền, bám vào tôi cũng không có tác dụng. Tòa nhà này thuộc sở hữu của gia đình Hoàng. Tôi xem thử ai dám ăn miễn phí. Không có tiền. Không có tiền thì ở lại đây, làm việc vệ sinh cả đời. Cho đến khi thanh toán hết hóa đơn, dẫn cô ta đi. Các người định làm gì? Đây là hậu quả do cô tự chuốc lấy. Hãy buông tôi ra và tôi sẽ trả tiền. Chẳng phải trả tiền là được hay sao? Xin mời cô. Cô ta ký một cách nhanh chóng. Vậy là mọi thứ đã được giải quyết. Đã đến rồi. À quên mất. Tôi chưa hỏi tên anh. Họ tôi là Sĩ. Nhưng sau này chúng ta có lẽ sẽ không gặp nhau nữa. Không phải cô sẽ sớm kết hôn hay sao? Tại sao cô không vui cho lắm? Vâng, sắp tới là tuần sau, cả một sự kiện vui vẻ như việc kết hôn. Hay cô có điều gì bất mãn về cuộc hôn nhân này? Không có gì để không vui cả. Gia đình họ có tiền. Vậy cô có quá quan trọng tiền không? Ai không thích tiền đâu. Chỉ có tiền, tôi mới có thể thay đổi số phận. Dường như cô ấy không phải là người tôi tìm kiếm. Vậy tôi sẽ đi trước. Người mà anh đang tìm ở đâu? Tôi đang tìm một người hoàn hảo và tôi cũng đang chờ kết quả của cuộc điều tra. Alo, điều tra thế nào rồi? Cô gái kia vào năm đó có bất kỳ dấu vết nào không? Nhóc béo, đừng chết nhé.
Trong suy nghĩ, điện thoại reo lên. Alo. Ngoài việc gắn bom vào xe của Phi, đó là người duy nhất đã đến hồ đó. Ý của anh là người tôi đang tìm. Điều đó thật không ngờ đến. Có vẻ cuộc hôn nhân này mình phải tự mình đến, xem ra tôi phải đến đấy. Chào buổi tối con gái. Dì biết, con thật là đứa con nghe lời nhất. Chắc chắn chúng ta sẽ chiến thắng dự án. Tại tập đoàn Sengtian. Con không muốn Sengtian phá sản đúng không? Em trai sẽ rất vui khi con đã lựa chọn thông minh. Vì con đã làm lựa chọn thông minh này, nó sẽ có thể sống sót. Giờ tôi sẽ đi thanh toán hóa đơn này một cách tự giác. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ làm như vậy. Đứa trẻ ngoan. Sau đó cuộc gọi đến. Alo, ai vậy ạ? Vậy diễn biến của cuộc hôn nhân này như thế nào? Xin hãy tiếp tục xem. Tổng giám đốc Hoàng đã đến rồi. Xin lỗi, tôi đến muộn. Tổng giám đốc Hoàng. Rất may là Hạ Hạ chưa kết hôn. Nó thật là kinh tởm. Vợ yêu, em chắc chắn không thể chờ đợi nữa phải không? Ông Hoàng tổng giám đốc, bạn có nguyện ý cưới bà Mộ Vãn Quy không? Bất kể trong hoàn cảnh nào, trong giàu nghèo, sức khỏe hay bệnh tật, bạn có sẵn lòng yêu cô ấy, bảo vệ cô ấy? Tôi đồng ý, cô Mộ, bạn sẽ lấy ông Hoàng làm chồng, sẵn lòng ở bên cạnh anh trong mọi tình huống và không bao giờ rời xa anh. Cô Mộ, cô có nghe tôi nói gì không? Này cô Mộ. Tập đoàn của ông Hoàng lớn mạnh và cô nên là người thừa hưởng sự nghiệp sau này. Sau này khi cô đã theo họ Hoàng, hãy nhớ đem lại nhiều thế hệ kế tục cho gia đình nha. Đúng vậy, hãy trở thành một người vợ và mẹ hiền thục. Đừng bao giờ đối đầu với nhà họ và hãy sinh thêm vài cậu con trai cho gia đình, vì con cái là quý nhất. Em đang suy nghĩ điều gì? Có lẽ cô nghĩ rằng họ Hoàng không xứng với bạn. Cô Mộ. Cô có sẵn lòng lấy Hồng Hoàng làm chồng của cô không? Trời ơi, cô thật sự. Trời ơi. Cô Mộ, dù cô có làm gì đi chăng nữa, cô không thể làm như vậy trước hôn nhân. Cô Mạn. Dưới đây, nhanh chóng quỳ xuống. Và xin lỗi ông Hoàng, cô Mộ, xin hãy đứng lên. Xóa đi lời nói đó, Hoàng Tổng, vì em trai của tôi đã kết hôn với anh, thì anh sẽ đối xử với tôi như thế nào? Gia đình lương của chúng tôi, không phản đối. Điều này quá gây chấn động trước ngày cưới, trước đám cưới. Liệu rằng gia đình Hoàng không đủ khả năng? Người đàn ông trong bức ảnh là ai? Không cần phải tìm kiếm. Tôi chính là người trong bức ảnh. Tôi là Hoàng Tổng thật sự. Anh Sĩ, cô Mô. Tôi đến đúng như đã hứa, để cướp cô dâu. Hoàng Tổng. Làm sao anh để cho người này giả mạo anh? Anh là Hoàng Tổng. Thế tôi là ai? Phải chăng đó là tôi Hoàng Tổng? Tôi đang tiến hành lại việc đính hôn với cô Mộ. Với những món hời này. Bảo vệ ở đâu, nhanh lên, có người bắt người đàn ông này giả mạo ông trùm gia đình Hoàng. Tôi nghĩ anh ta không muốn ở lại thủ đô nữa. Tôi đã nói cho cô, sao người như anh có thể làm ông trùm gia đình họ Hoàng được? Vì bạn là Hoàng Tổng thực sự. Tại sao bạn lại giả mạo chính mình? Vậy tài liệu giả là từ đâu ra? Bản chuyển nhượng của công ty con của Hoàng. Giấy chứng nhận sở hữu của biệt thự. Giấy chuyển nhượng của công ty con của Hoàng. Giấy chứng nhận sở hữu của biệt thự. Về quyền sở hữu đất tại phía tây thành phố. Bây giờ đã không còn gì nữa. Hãy đến cửa hàng in ấn và in thêm một số bản sao giả. Cô Lương, tất cả tài sản mà cô vừa hủy, tôi sẽ gửi một lá thư từ luật sư đòi cô bồi thường đầy đủ. Cô sẽ chuẩn bị để trả lại toàn bộ giá trị. Ha ha, đúng là quá buồn cười. Đồ giả mạo mà còn dám yêu cầu gia đình họ Lương bồi thường. Nhanh chóng đưa anh ta ra khỏi đây. Anh này, đừng làm hỏng việc tôi cưới vợ. Ông Vương Quế, hãy ngừng đóng kịch đi. Ông còn nhớ bản thân mình không? Là anh làm sao biết tên tôi? Tôi thuê anh đóng giả tôi. Bây giờ thậm chí còn không nhớ chủ à? Hoàng Tổng, là lỗi của tôi. Tôi đã sai. Tôi thậm chí không biết rằng anh là Hoàng Tổng. Tôi sẽ đi. Tôi sẽ rời đi ngay lập tức. Hoàng Tổng, anh định đi đâu?
cô kéo tôi làm gì? Nếu cô muốn chết hãy chết một mình, tôi đã nhận tiền. Để tham gia vở kịch này, người đó không phải Hoàng Tổng sao? Anh ta đã chạy mất rồi sao? Liệu người đang trên sân khấu có phải là người thật không? Cảm ơn các bạn đã từ xa đến. Để tham dự đám cưới của tôi, anh chính là Hoàng Tổng phải không? Tôi đã nói là chúng ta sẽ gặp lại nhau. Cô dâu nhỏ của tôi, oan trái tôi đã thay đổi. Không được rồi. Tất cả đã hoàn tất. Gia đình họ Lương đã thay đổi quyết định. Thay đổi cô dâu. Tôi Hoàng Tư Tiết xin thông báo. Chấm dứt tất cả hợp tác với gia đình Liang. Hoàng Tổng tôi mới là cô dâu của anh. Không. Cô dâu mà cô đã chọn. Tôi rất hài lòng. Anh ta là Hoàng Tư Tiết à? Không phải cậu nói anh ta già và xấu sao? Thiếu gia nói chí phải. Những lời đồn đại đều là giả mạo. Gia đình họ Hoàng còn tuyên bố hủy bỏ các thỏa thuận và đã thu hồi mảnh đất để làm phần của lễ dạm ngõ. Thật đáng ngạc nhiên. Chào mừng trở về nhà. Mẹ Vương, mang hành lý trong cốp xe. Lên phòng của tôi được không? Vâng thưa cậu chủ. Nghe nói, gia đình Liang đã thay đổi cô dâu. Điều này thật vô lý. Người phụ nữ không có gia cảnh. Không ngờ, thiếu gia lại đưa cô ta về đây. Ngẩng mặt lên đi. Mưu vạn cô là bà chủ ở đây. Kết hôn với tôi. Chuyện này sẽ xảy ra thường xuyên. Cô có cần phải cúi đầu xuống không? Tôi sẽ làm một bà chủ tốt. Từ giờ trở đi. Ngoại trừ tôi, toàn bộ ngôi nhà này sẽ do Madame quản lý. Các ngươi nên hiểu rõ điều đó. Vào thôi. Anh, tại sao anh lại khóa cửa? Làm vợ chồng cũng có nghĩa vụ đấy. Hoàng Tư Tiết, chúng ta chỉ là hôn nhân trên hợp đồng. Tôi hiểu được. Tôi không xứng với anh đâu. Hoàng Tổng, hiện tại không có người khác. Không cần phải giả vờ nữa đâu. Tôi đi trước đây. Làm sao cô biết tôi không quan tâm đến cô? Tuy chỉ là kết hôn giả, nhưng tôi đã rất quan tâm đến cô đấy. Cô đang nhìn trộm cái gì đó? Tôi không có xem trộm đâu. Mặt của Hoàng Tổng rất đáng giá, mà tôi không thể xem à? Hóa ra cô ngưỡng mộ tôi đến thế. Hôm nay cô trông rất khác. Trông khác hẳn so với trước đây. Hoàng Tổng đã sắp xếp thế thân cho gia đình Liang. Tại sao anh lại thay đổi ý định? Tôi đã xem xét kỹ càng. Điều kiện mà cô đưa ra rất hấp dẫn. Tôi sẽ giúp cô loại bỏ gia đình Liang. Nhưng tôi Hoàng Tư Tiết sẽ phải có một phần cổ phiếu trong tất cả tài sản của gia đình họ Mưu. Chỉ cần anh giúp tôi chiếm lại gia đình họ Mưu, tôi sẽ hứa với anh tất cả những điều này. Hợp tác vui vẻ. Tôi đến trễ rồi. Không sao. Kho báu của anh, đừng giữ nó lại. Tại sao? Hãy biết rằng hiện tại tất cả những con sói ở thủ đô đều đang nhòm ngó miếng thịt này trong tay anh. Tôi có thể tin anh được không? Trước lợi ích, ai cũng sẽ bị đồng tiền làm mờ mắt. Đã lâu rồi không có động tĩnh từ bên kia. Chắc chắn có vấn đề. Tin tức từ khi nào? Hôm kia. Mưa đổ trước cửa sắp tới đấy. Tạm dừng thôi. Vẫn còn quá sớm để nói trước điều gì. Tôi hiểu rồi. Cảm ơn. Trong nửa cuối năm nay, Hội Hoàng sẽ đầu tư xây 3 trường tiểu học ở ngoại ô. Dưới sự giúp đỡ của anh, vấn đề giáo dục cho trẻ em nghèo đã có cải thiện đáng kể. Tôi đại diện họ. Cảm ơn anh. Vậy tôi đi trước đây. Hoàng Tổng, chúng ta nên làm gì bây giờ? Tăng giá, bán hết, gì? Đó không phải là một cái bẫy sao? Làm sao để bán? Gia đình Cố và gia đình Liang không hòa đồng từ lâu. Nó sẽ giúp đáp ứng chúng. Đừng lo, tôi không phải là một đứa trẻ nữa đâu. Cái gì? Vợ của một khách hàng lớn sắp đến cửa hàng của chúng tôi. Ông chủ hãy yên tâm. Tôi sẽ chăm sóc cô ấy một cách tốt nhất. Xin chào, tôi muốn xem món cài áo này. Cô thật sự có gu thẩm mỹ tốt. Đây là chiếc cài áo đá sapphire duy nhất trong cửa hàng của chúng tôi, được nhập từ Brazil. Nhìn vào độ trong và cách chạm khắc, nó hoàn hảo vô cùng. Tôi dám chắc rằng trong toàn bộ thủ đô không có chiếc thứ hai như thế. Thật tuyệt vời. Nó rất phù hợp với người đàn ông của tôi. Tôi muốn hỏi, giá của nó là bao nhiêu? Cô thật may mắn. Hiện tại cửa hàng chúng tôi đang có chương trình khuyến mãi. Chỉ cần 3 triệu đô. Gì? 3 triệu đô.
có thể giảm giá thêm không? Hóa ra cô là người nghèo rớt mồng tơi, không có tiền còn làm phiền tôi. Không phải vậy, tôi thực sự muốn mua nó, chỉ là nó vượt quá ngân sách của tôi một chút. Không có tiền thì tránh ra, đừng lãng phí thời gian của tôi. Cứ tưởng là nhân viên mới, thì ra là em gái à. Yên Từ, chiếc cài áo này thật đẹp, nó rất phù hợp với anh. Ở cuộc đấu giá lần sau, hãy mang nó ra để tạo ấn tượng. Thật sự rất phù hợp, thật tuyệt vời, rất phù hợp với địa vị của anh. Đây là món tôi đã chọn trước. Hai vị thật rất sang trọng, tôi là quản lý cửa hàng này, tôi sẽ phục vụ bạn hai vị. Cô thật là biết điều. Tôi là tiểu thư nhà Lương, cha tôi có quan hệ với ông chủ cửa hàng này. Chắc chắn cô không thể nào không biết tôi. Còn người đứng bên tôi này, đây là người thừa kế của tập đoàn Cốc Gia. Ồ, thì ra là ông chủ và tiểu thư Lương đến. Sự xuất hiện của hai người làm cửa hàng chúng tôi tỏa sáng hơn. Tôi nghĩ chiếc đá sapphire này chỉ có ông chủ mới xứng đáng sở hữu. Tôi sẽ đóng gói nó cho anh. Cô là quản lý của cửa hàng này à? Cô có biết không, người đến trước phải được phục vụ trước. Đây là món tôi đã chọn trước đây, đá sapphire từ Brazil. Cô cũng xứng đáng để xem à? Nhìn cô kìa, cô đang mặc gì vậy, trông thật quê mùa. Thật là xấu hổ cho gia đình Hạc. Nhìn cô toát lên mùi chua của sự nghèo khổ đó. Cô thật sự nghĩ cô là bà chủ à? Rất tiếc cô ta đã vốn thế này rồi. Đừng nói về cô ta nữa. Hoàng Tư Trích cưới cô ấy cho vui thôi. Nói là phu nhân nhà họ Hoàng, mà còn không đủ tiền mua cả chiếc cúc áo. Chắc là hiện tại có lẽ vẫn chưa đặt chân lên giường của Hoàng Tư Trích rồi. Có thể cô sẽ thất vọng. Tôi và Hoàng Tư Trích có mối quan hệ rất tốt. Lương Chu Hạc, người này Go tán húc chỉ là đồ bỏ. Cô thích những thứ bỏ đi sao? Go, tôi yêu cô ấy rất nhiều. Cô có cửa để so sánh sao? Chồng tôi anh ấy là gia chủ nhà Hạc. Go tán húc, anh còn phải so sánh với anh ấy à? Nói thật với anh, những ngày tháng ở bên cạnh anh, tôi cảm thấy thật tồi tệ. Dự đoán được anh là đồ rác rưởi. Cầm miệng. Cô mà cũng xứng đáng để nói về tôi. Mùa Hạc, tôi tự hỏi cô đã hạnh phúc chưa? Tuy cô đã thay đổi danh phận, nhưng sự thật là Hoàng Tư Chiết không yêu cô chút nào. Dù cô có khỏa thân đứng trước mặt anh ta cũng sẽ không nhìn cô đâu. Cầu xin tôi đi, tôi sẽ tha thứ cho cô. Nếu cô làm tâm trạng tôi thoải mái, tôi sẽ thưởng cho cô một ít tiền. Không bao giờ. Thật là cứng đầu. Để tôi xem hôm nay cô cứng miệng đến đâu. Anh không muốn sống à? Còn dám đá Go Thiếu? Go Thiếu chỉ là con chó của gia đình Go, chỉ là một đứa trẻ thôi. Hạc Thiếu, ngày xưa anh tự cao tự đại đủ rồi, bây giờ không còn là ngày xưa nữa. Sao dám kiêu ngạo như vậy? Hạc Thiếu, anh ấy thật sự là Hoàng Tư Chiết sao? Xong rồi. Hoàng Tư Chiết, chúng tôi đều biết anh đã cưới Mộ Vãn, chỉ là hình thức mà thôi. Tại sao anh lại tức giận với chúng tôi vậy? Cô ấy là vợ hợp pháp của tôi, không cho phép cô bắt nạt. Không thể, anh thật sự yêu cô ấy à? Anh còn trẻ lắm đấy, anh còn coi cô ấy là báu vật à? Đánh anh ta, anh dám à? Tôi là con trai của gia đình Go, hôm nay dù cho có cha anh ở đây, tôi cũng không tha thứ. Đánh! Các ngươi làm gì vậy? Né ra, tôi nói cho anh nghe. Khi tôi có được miếng đất ở phía tây thành phố, tôi sẽ khiến anh không thể ăn được. Lui ra đi. Đợi đã, tôi sẽ đền cho anh gấp đôi mà. Y An Tử. Bỏ tôi xuống. Tôi bị thương ở chỗ khác chứ không phải chân. Cứ động là tôi ném cô xuống đấy. Bị nhiều người đánh như thế mà cô không biết đánh trả hả? Thật là mất mặt. Đó là vì họ đông người thôi. Mộ Vãn, sao cô không gọi cho tôi? Chẳng phải lúc đó nguy cấp lắm sao? Không có thời gian. Tất cả những điều vô nghĩa này là sao đây? Môi cô nứt này, thật xấu. Nhẹ một chút. Bác sĩ đã đến. Có vẻ như không cần bác sĩ nữa, gần như ổn rồi. Quả thật, tình yêu có thể chữa lành mọi thứ. Không, Quang Mờ, không phải như cô nghĩ đâu, Quang Mờ. Anh đã chết. Cô chắc chứ? Tất nhiên, cả người kế bên cũng vậy. Anh đã lao xe với tốc độ 80 cây trên giờ.
đêm qua người nào đó đã mơ, rồi cứ quấn lấy tôi không buông. Tay tôi còn đau đớn đây, Mộ Vãn, nếu còn một lần nào nữa, tôi nhất định sẽ ném cô ra ngoài. Hiểu rồi thưa thiếu gia, sẽ không có chuyện như thế nữa đâu. Cái gì thế? Tối nay, có một phiên đấu giá quan trọng. Tôi cần cô tham gia với tư cách là bạn đồng hành. Là phiên đấu giá đất đai. Nhưng tôi không biết làm gì. Thì đi để làm gì? Cô không muốn chiếm lại tập đoàn Thịnh Trời của bố mẹ cô à? Từ tay gia đình tôi. Tôi tất nhiên muốn. Tôi muốn. Ngay cả trong mơ. Anh dự định làm gì? Khu đất ở phía Tây gặp một chút vấn đề. Tôi đã tạo một cái bẫy nhỏ cho họ. Phiên đấu giá tối nay chỉ là bước đầu tiên. Nhưng cô sẽ là nhân vật chính trong tối nay. Nếu cô không tham gia, tôi sẽ không thể diễn cảnh này dành cho Gu Tử Vọng và Lương Sơ Hạ. Làm sao tôi có thể không tham gia? Thật đúng đắn khi tôi tin tưởng anh. Ai lại đi nói chuyện với chồng mình như vậy? Vợ của tôi, hiện tại trạng thái của cô không tốt. Có lẽ cô không thể vào cửa phiên đấu giá. Tôi thế này không tốt sao? Xinh đẹp và quyến rũ. Hãy chăm sóc bà chủ thật tốt. Tôi muốn cô ấy hoàn toàn thay đổi. Cô. Xin lỗi cô chủ. Phu nhân đã chuẩn bị xong rồi ạ. Tốt lắm. Được. Như vậy mới xứng đáng là bạn đồng hành của tôi. Anh Vương, cậu cũng đến rồi à? Cô Lương, bộ váy của cô. Của nhà mốt y đúng không? Nghe nói trong toàn bộ đế đô chỉ có mỗi một bộ này thôi. Chỉ là một bộ váy mà. Nghe nói tôi thích nên anh ấy đã mua cho tôi. Đừng nói về một bộ váy, chỉ cần là thiết kế của nhà y. Nếu em thích, anh sẽ mua toàn bộ. Anh Vương, anh nghe chưa? Trọng tâm hàng đầu của buổi đấu giá này chính là miền đất phía Tây. Lần này tôi đặt cược rất lớn. Tôi đã dùng tất cả tài sản lưu động của gia đình. Không ai nên cạnh tranh với tôi, vì tôi đã quyết định chiếm nó bằng mọi cách. Xin lỗi mọi người, mảnh đất phía Tây này đã thuộc về gia tộc Cù tôi rồi. Gia tộc Cù? Anh không biết về gia tộc Cù? Hóa ra là bá tước Hứa. Anh ta cũng đến. Đợi đã, cô đang mặc cái gì vậy? Váy của cô trùng với của cô Lương. Y mốt đúng không? Không thể có hai bộ như vậy ở đế đô. Có chuyện gì với em vậy? Chiếc váy này của cô là hàng thật hay giả vậy? Tôi vừa khoe khoang với mọi người, đừng để tôi mất mặt. Đương nhiên là thật rồi, Mỹ Vân, chúng ta đã chia tay. Cô còn đuổi theo tôi đến đấu giá, thật là không biết xấu hổ. Anh ảo tưởng có phải không? Tôi đến đây với chồng tôi, chẳng có lý do nào để tôi quan tâm đến cậu. Dù cô có mặc giống như cô Lương, tôi cũng không thèm nhìn cô thêm lần nào đâu. Dù cô có mặc đẹp đến đâu, dù cô mặc đẹp như thế nào, cô cũng chẳng thể chứng minh bất cứ điều gì. Không phải thế sao? Là vợ của Hoàng Tư Chiết, nhưng cái váy cô mặc là thật hay giả vậy? Có lẽ cô ta đã quen với việc mặc đồ giả, không thể thay đổi nó trong thời gian ngắn. Ý của cô Lương là tôi Vương phó tướng đệ tử của Hắc Hầu gia lại mặc hàng giả à? Ông Hắc, tôi không có ý đó đâu. Nhưng đứa em gái này của tôi từ nhỏ đã thích học theo tôi, nhưng ở dịp lớn như này. Mỹ Vân, tại sao cô lại dám như vậy? Chị ơi, cảm giác của em nói rằng chiếc váy của chị mới là hàng giả. Thật thế nhỉ? Bỏ ra, Mỹ Vân. Tôi đã lâu không ghé thăm gia tộc Cù. Anh cứ muốn đánh vợ tôi trước mặt tôi à? Anh muốn tôi nhịn cô ấy à? Nếu cô ấy không sỉ nhục cô Lương trước mặt tôi, thì tôi đã không làm như vậy. Anh đang bao che cho cô ta đấy à? Tôi sẽ bao che tất cả. Anh có thể làm gì? Em gái chị chỉ nói mấy câu. Chiếc váy của em là hàng giả. Em lại làm hỏng váy của chị. Mỹ Vân, em thật quá đáng. Đúng thế, bà Hoàng có phần nhỏ nhen có phải không? Nhưng Hoàng Thái Thái cũng thế. Anh ấy đánh vào những điểm yếu của cô ta. Điều đó ban đầu là sai. Có vẻ vậy. Tôi đồng ý với cô Lương. Hai người họ chỉ tình cờ gặp nhau. Anh ta không thể nào yêu cô ta được. Làm sao anh ta có thể mua chiếc váy đắt đỏ đến thế? Vân, chị biết em không hài lòng về việc Yến Xuân thích chị. Lại là chồng sắp cưới của chị. Chị không trách em. Nhưng em làm hỏng chiếc váy của chị. Nếu không đền bù, hãy bồi thường tiền. Tiền. Là ông Hắc đó làm hỏng đồ người khác. Thời trang cao cấp từ nhà y lại hỏng dễ như vậy sao?
tất cả đều biết. Những chiếc váy của y làm bằng chỉ vàng. Lương Chư Hạ, cái váy này là váy giả phải không? Đây là phiên bản đặc biệt của tôi. Cô thì biết cái gì? Ồ, ông Hắc, ông cũng ở đây à? Anh Edison. Ông Hắc, vợ ông có phải là Vân không? Đây là vợ tôi, Mỹ Vân. Cô Mỹ, thiên thần của tôi. Cô thực sự đẹp và quyến rũ hôm nay. Ồ quên, không biết mấy ngày trước, bộ trang phục mùa xuân mà ông Hắc đã gửi đến, có làm vừa lòng bà không? Anh Edison tôi rất thích. Nhưng anh nói, mẫu đầm giới hạn mùa xuân chỉ có một mẫu đúng không? Phải, thật sự chỉ có một mẫu. Nó là thiết kế độc quyền, không bán ra ngoài. Vậy sao hôm nay tôi thấy có người mặc giống tôi? Làm sao có thể? Chiếc váy tồi tệ như vậy. Không phải anh đã đưa tiền cho em rồi sao? Để em mua một chiếc váy tử tế, em lại mua chiếc giả về. Em cũng không biết nó là giả. Người bán hàng hàng nói với em rằng đó là thật. Anh quản lý, lần sau trước khi gây rối, hãy chắc chắn bạn nhìn kỹ. Đừng tự quật mình bằng cách ném đá vào chân mình. Vật giả mãi mãi là vật giả, không thể bao giờ trở thành thật. Các quý bà và quý ông, chào mừng đến với buổi đấu giá của Poly. Tiếp theo là một mặt hàng đấu giá. Chắc chắn là tất cả mọi người ở đây đều đến vì nó. Nó không phải là một vật thể cụ thể, mà là dự án kinh doanh đang nở rộ trong năm nay. Ước tính mang lại lợi nhuận lên đến hàng tỷ. Chờ xem, sẽ bắt đầu sớm thôi. Chúc may mắn. Nhanh chóng bắt đầu đi. Mảnh đất lớn nhất Tây Thành Đế Đô. Giá khởi điểm 2 triệu, 3 triệu. Tôi ra 4 triệu. Khách hàng số 50 đặt giá 40 triệu. Có ai ra giá cao hơn không? 40 triệu. 80 triệu.